Facebook mới cho VOA Việt ngữ biết rằng họ đã chặn 3 trang cá nhân ở Việt Nam từ tháng 7 năm ngoái sau khi nhận được yêu cầu của chính quyền Hà Nội liên quan tới sản phẩm đồ uống Milo của Nestle. Một đại diện của Facebook cho biết là tập đoàn của Thụy Sĩ cáo buộc rằng chủ của 3 tài khoản cá nhân bị chặn đăng tải thông tin sai xúc phạm uy tín rằng các sản phẩm của Milo chứa các chất phụ gia có hại hoặc bị cấm. Nestle sau đó xác nhận rằng hãng này thông qua Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam đã yêu cầu Facebook xem xét và xóa nội dung không chính xác. Facebook cho hay là cả 3 trang cá nhân đã bị chặn vì vi phạm các điều luật về phỉ báng của Việt Nam, chứ không phải là họ vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng của mạng xã hội này, và đề nghị chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ sở pháp lý để thực hiện điều đó. Theo một bản báo cáo của Facebook công khai các yêu cầu giới hạn nội dung của các nước trên thế giới trong giai đoạn từ tháng 7 tới tháng 12 năm 2018, mạng xã hội này cũng đã nhận được các yêu cầu khác của Bộ Thông tin và Truyền thông với những cáo buộc về nội dung xúc phạm uy tín đối với các sản phẩm của Heineken và Suntory PepsiCo Việt Nam. Facebook cho biết là họ cũng giới hạn truy cập nội dung theo yêu cầu từ cả Bộ Công an Việt Nam. Ngoài 3 trang cá nhân bị chặn, Facebook cho hay rằng trong khoảng thời gian nêu trên, hãng cũng đã chặn 1.553 bài viết theo yêu cầu từ phía Việt Nam.